Hello, good morning, chào buổi sáng các bạn, cũng như là mình chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tạc Dinh Mây của mình. Rồi, đây là cái clip đầu tiên của buổi sáng hôm nay, cũng như là sự trở lại đầu tiên của sự trở lại của mình luôn. Thì cũng như mình đã nói rồi, hôm qua thời gian mình thông báo cho các bạn là mình sẽ trở lại, cũng như mình up được hai clip thôi. Một cái clip test một cái acc và một cái clip là nói về một cái bài nhạc và một nhà của The Lab gì đó chế thành bài Một Thuyền rất là hay, cũng rất là hay. Rồi thì hôm nay mình sẽ bắt đầu trở lại, nói chung là qua Tết rồi, năm cũ đã bước qua năm mới, thì mình cũng bây giờ mình sẽ bắt đầu trở lại ngày công việc làm bình thường, làm clip bình thường. Rồi các bạn xem ủng hộ mình mong là sang năm mới thì mỗi ngày các bạn sẽ cho mình khoảng 250 đến 300 lít quảng cáo, ok? Vậy là mình vui rồi. Nếu có một ngày nào đó mà được 300 thì mình hứa với bạn chắc chắn một điều là sang ngày hôm sau, ví dụ hôm nay là mình xem kiểm tra được 300 lít quảng cáo, thì bảo đảm cho các bạn ngày hôm sau mình sẽ ra nhiều clip, nhiều khủng khiếp cho các bạn xem luôn đó. Đó là giống như một cái có qua có lại, nói chung các bạn ủng hộ mình thì mình sẽ ra nhiều để các bạn xem, để các bạn vui là được rồi. Ok, đó là những điều mình muốn nói đó. Với lại các bạn xem clip subscribe và kích vào quảng cáo ủng hộ mình nha, mình chỉ cần hai cái đó thôi, subscribe và kích vào quảng cáo đó, đặc biệt là cái click vào quảng cáo. Ở một clip các bạn có thể kích nhiều quảng cáo cũng được, không sao cả. Đấy, hết quảng cáo này hay được quảng cáo nữa, kích nữa không sao. Chắc các bạn chắc là nhiều bạn kêu một clip một cái là có gì công lực rồi, thì một cái các bạn có thể click nhiều cũng được, không sao cả, chỉ cần có click được rồi. Những cái quảng cáo hiển thị ở bên dưới video nó hay hiển thị ở dưới những cái chấm vàng đó, là tới đó nó sẽ hiển thị quảng cáo hoặc là quảng cáo ở bên phải video đó. Nó dùng tất cả các quảng cáo, các bạn nhớ kích vào ủng hộ mình được rồi. Rồi hiện tại cái mốc quảng cáo, kích vào quảng cáo các bạn kích cho mình hiện tại cao nhất là khoảng 260, 260. Nhưng mà nó không phải ngày nào cũng được dạy, cho nên mình mong là từ giờ năm mới rồi mỗi ngày các bạn nhớ ủng hộ cho mình từ 250 đến 300 lít quảng cáo, vậy là ok rồi. Bây giờ mình sẽ mở đầu clip hôm nay là clip đánh phó bảng nha. Lâu rồi mình chưa đi phó bảng, gặp lại bọn cáo mình cũng nhớ bọn nó quá. Phó bảng này là phó bảng 155 Hikarosu, một cán bộ của băng người cá mới, người cá vua mực có 8 tay. Rồi, 8 tay. Được. Mình thích những cái tên thì thể loại ban đầu 8 tay. Rồi, lần trước mình đã giới thiệu rồi. Lần này chúng ta sẽ đánh với bọn băng của Honey Haki. Đây nó có ghi là bọn đồng bọn Honey. Rồi đây là Honey Haki, rất là hiếm mới gặp được nha các bạn, không phải bên bên lậu thì dễ gặp chứ bên đây khó gặp lắm ấy. Dosen, đây là Ikarosu, một cái con thanh niên 8 tay. Ngoài ra bên sau còn có con Daruma, một con này mình mới gặp lần đầu nhưng mà mình đã test rồi, test có clip test rồi, các bạn có thể nhấn bình luận game vội tặng test Daruma lỡ ra đó. Gieo thằng này cũng lạ, mình chưa thấy, đánh trong đại chiến vật ải thì mình có rồi nhưng mà đây. Ui, ba anh em này hỗ trợ mình à, cảm ơn nhiều nha. Đây là Hody, thuộc dòng họ với anh cứ đi đi của Hardy Quân, cho nên rất là khó gặp. Này nó phải xin phép Hardy Quân cho nó mới chịu đi, còn cái đợt này chắc là trốn đi thôi, chứ Hardy Quân mình biết không bao giờ cho đi chơi đâu. À, giờ mình sẽ bắt đầu chiến nha. Lâu ngày rồi không gặp lại bọn người cá này cũng nhớ quá. Thôi giờ mình bằng thịt tụi nó, ăn thịt tiếp đây. Hello em. Ui, né tránh đi làm gì được, né tránh đi làm gì được. Ui, Zimbel lâu ngày vẫn yếu như xưa nhỉ. Ê, các bạn cũng có nhiều bạn kêu mình thử làm clip chuyển đồ Zimbel nhân vật chính, thì ok mình hôm nay mình sẽ có clip đó luôn đó, các bạn nhớ đón xem cũng như kích vào quảng cáo của mình nha. Đấy, nhân vật chính thì tất nhiên nó mạnh hơn Zimbel nhiều lắm, mạnh hơn nhiều lắm, nhưng mà nó về tấn công nó không bằng Zimbel, phòng thủ đồ nó rất là trâu, nhưng mà đổi đồ qua nó đam vật yếu hơn, tại vì vào công thiên phú của nó không bằng Zimbel. Zimbel mình tới 3 vòng S luôn mà. Ủa, nó cao lắm, đeo qua 2 vòng S cộng. Rồi trận đấu này mình sẽ gặp tay cung người cá, phục vụ người cá sông đao và kiếm sĩ người cá. Rồi anh chém ra như một cái máy điện luôn, chém hết cỡ luôn á. Ôi à, ôi à ơi, giờ thì tôi này gãy gãy ngứa với mình chứ làm gì được các bạn. Nãy giờ các bạn thấy nó không giết một đồng đội rồi của mình nha, giờ bọn này chỉ đáng một con tép tép mà còn tép riêu nữa thôi. Sao em phục vụ người cá, em muốn làm gì, em tính phóng dĩa hả? Phóng dĩa hả? À được đấy, phóng dĩa bắn sát hai con. À, bữa nay có hoạt động, kỳ này có hoạt động chìa khóa nè các bạn, mấy cái chìa khóa này mình cũng sẽ làm clip được nè các bạn nè, như lại bánh chưng 5G đấy,
rất là nhiều cái để làm clip. Rồi các bạn nhớ xem tất cả clip mình ủng hộ mình nha. Khi là mình trở lại thì mình sẽ cố gắng ra nhiều clip như là phong phú, mặc dù có những cái web game lậu đã bị sập rồi nhưng mình không suy nghĩ như đó thì ăn thua gì, mình vẫn sẽ làm clip được hết. Vậy là các bạn có web game nào mà mới nhớ share cho mình nha, nhớ share cho mình. Với lại mình định làm thêm cái game Quyền Vương 98 đây, nếu có bạn nào ủng hộ mình game Quyền Vương 98 thì các bạn nhớ comment, để lại comment cho mình một cái sự tự tin, động lực để mình làm game Quyền Vương 98 đấy. Càng ngày mình cải tiến thêm nhiều game nữa thì nó hay. Với lại game Dragon Ball nữa, rất là hay. Mình cảm thấy game đó nó cũng y chang Võ Tặc mình nè, nó cũng đánh như thế này nhưng mà đánh với nhiều tướng trong Bỉ Ngọc Rồng cũng rất là hay, cho nên mình quyết định là mình định chơi đó. Nếu có bạn thích hay sao thì nhớ để lại dòng comment cho mình để mình có thể làm video clip. Rồi đặc biệt là xem video like, share, subscribe và kích vào quảng cáo. Lão lão kích vào quảng cáo là mày bay sát liền nghe chưa. Để canh mình nó cũng tròn được 2.200 rồi, rất là tuyệt vời. Ui ăn lão sắp chết rồi. Lão ơi sao mày lại thảm thương thế này, hồi máu đi cho, hồi máu vô nó phao cho cái banh xác bây giờ. Thấy chưa, lần đầu tiên mà lao phẫu thuật vào viêm beo của mình, nhờ viêm beo mình nó hồi lên được miếng máu ấy. Rồi thằng lao này nó ghét quá, nó kêu tao không cần, nó chơi phát đầy ống máu luôn rồi. Nói chung thì đi trong đây có cái tool hồi máu thường của viêm beo cũng đỡ lắm các bạn, nó cũng hồi lên được miếng máu ấy. Rồi tiếp tục mình sẽ giết sạch để mình tới cái thằng Hody, dòng họ với anh cứ đi đi nhanh gọn lẹ để mình xem coi dòng họ với Harry quên nó như thế nào đây. Mày vậy là tóc quăng thôi, mày là tóc quăng nghe chưa. Sao giờ thích sao, thích sao mấy em, mình cũng lâu ngày rồi qua Tết, Tết giờ mình cũng chưa ăn được ăn cá nữa, Tết mình cũng ăn ít lắm, chả ăn được gì nhiều hết. Tết mà đồ ăn ngán, Tết lúc 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 cần thì nó không có, lúc không cần thì nó cả đống nè, làm ngán ăn luôn. Với lại Tết thì mình lại nghèo nữa, lì xì được 200k tối đa rồi. Các bạn lên tiếng tiền triệu ngon quá. Bởi vậy mình nghèo lắm, nghèo thế này thì không đủ doanh thu để làm clip cho các bạn rồi. Cho nên mình phải phụ thuộc vào các bạn đấy, nhớ ủng hộ mình nhiều thì mình mới có nguồn động lực để mình làm bánh xác. Yeah, một con cá đã hy sinh rồi. Sao sao sao? Léo, léo rồi con. Chó chó. Ui. Chém khùng điên luôn. Anh bị điên loạn rồi sao anh chém ghê. Chết một con nè, chết một con nè. Chết hai con ba con. Ui chết hết luôn. Nói chết một con, chết hết luôn. Rồi đây là con cuối cùng. Đổi hoàng tử săn bắn 4. Rồi sau khi săn bắn xong thì nó sẽ được tiện về thế giới săn bắn của nó. Lần này nó mang theo hai 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 đại ca giống nhau kìa. Đầu bếp người cá hai con và võ sĩ cũng hai con luôn. Nó cứ tưởng đem quyền quyền võ sĩ đây là thắng được mình á. Bên tao có diêm beo quyền pháp karate cho mày. Rồi thích sao giờ mày thích 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 mang lấy số số lượng đập số lượng đúng không. Ui áp mẹ quạt mất rồi, đánh lòng diêm beo. Diêm beo dạo này sao sao cứ bị mê mê, tối ngủ cũng mê mê mớ 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 hồi mà diêm beo kìa đấy. Rồi diêm beo cho một phát là có thể là có cơ may một đứa chết nè, đánh lòng lại mê vật. Diêm beo này không còn là diêm beo của ngày xưa nữa, mình không hề quen diêm beo này. Diêm beo này của mình hồi xưa rất là mạnh mẽ, không hề bị hiệu ứng gì cả, vậy mà hôm nay nó lại quỳ trúng độc nữa kìa. Trúng độc này, một con đã bay sát và mình sẽ được hồi máu đầy ống, quá là phê. Sắp tới mình chuẩn bị có thêm clip mở ba trái quỷ 7 sao đây, các bạn nhớ xem ủng hộ mình đấy. Trái ác quỷ 7 sao ba trái nha, mở ra trái nào lạ lạ hố đen rồi đó, trái đó mình chưa có, mặc dù mở ra không biết mình có đeo hay không nhưng mà thôi kệ, mở ra có clip cho bạn xem. Rồi sắp chết đây, giật lẹ đây còn hai cú đánh phau thế mà không chết, đánh lòng thiệt. Lao lao rồi con, rồi chết hay lắm, được một cái chìa khóa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với ba đồng bọn thôi đi nha. Đây là Fukamoshi, rất nhiều hình ảnh đẹp nè các bạn. Fukamoshi Hody Haki. Hody anh cứ đi đi. Rồi Roshan ông tắm tay. Rồi mình sẽ vào luôn, ba anh em nhà ta giúp mình vé được á, mình thích những cái điều này. Ui ơi ông này ông chơi chiêu vậy, ông đó mình cũng chọc chọc à, hay lắm. Ui Hody Haki đúng là huyền thoại phóng ra súng nước. Rồi anh này làm nghề thợ mộc biết rồi, biết từ lâu rồi. Ông Ikarusu này không có chiêu gì lạ lạ, mình mày thấy mình vẫn không chưa hiểu được. Mình vẫn chưa hiểu lắm. Ui miễn dịch luôn,
có cả miếng dịch nữa. Ôi à, thằng Rebosay có miếng dịch của Holiday nữa bạn, không nó không bị dính choáng đấy, lão không em. Ôi gãy ngứa thôi mà, mình thấy những cái đòn này gãy ngứa quá, có vẻ như chỉ vào cầm cự thôi chứ làm sao mà ăn nổi. Nó tới 5 đứa, mình tới 3 đứa đập hội đồng chính queo à đấy đấy. Ui ơi dính chiêu, dính chiêu không thể dùng kỹ năng nọ nha con. Ui à, anh này à, anh chơi tới dây xích luôn à, anh mới mới ở tù ra sao sẵn tiện dây xích xích mình chơi làm vũ khí luôn. 5 tôn rồi kìa. Ui ua ghê đấy, chiêu hồ đi ghê quá, anh này chơi quốc dây xích. Ui giời, đang là những chiêu thức lắm mắt không à, mình chưa kịp xác định được nhưng mà thôi giờ mình sẽ quyết chiến. À chào cha vợ, không cần xin lỗi, đó chỉ là sức mạnh giả tạo rồi, con sẽ thay cha. Ủa xong rồi đó hả, đánh lào lúc nào bị dính cái chiêu thức này hết, đánh mình chưa được đánh cái nó chuồn mất rồi. Rồi làm sao, rồi clip sau mình sẽ quyết chiến tiếp sau, trận chiến giữa người cá. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là gì đây, Shinobi bị bắt rồi, đứa nào dám bắt Shinobi của mình vậy, láo thật rồi. Để mình xem coi đứa nào bắt 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 cái con Shinobi của mình không thể nào mà tha thứ được. À, tụi mày dám bắt người yêu tri kỷ của tao hả? Đâu đứa nào mày á, mày á ai? Ui lại lại đâu bỏ hô đi nữa, ui lại là mấy đứa cũ nhưng mà lần này là Jimbel Shirashi. Ai Jimbel của mình đây, chính là Jimbel của mình đã cứu Shirashi à, cho Shirashi ở sau núp lùm đấy, ngon chưa. Rồi cái lát sau mình sẽ chiến tiếp nha, còn bây giờ thì thôi càng đây thôi, chúng ta cũng đã thấy được Hody Haki anh cứ đi đi và một số đồng bọn như là Bạch Tuộc, Tấm Tay và con Daruma với lại con Gieo gì đó. Rồi đây clip này mình cũng gửi lời chúc đến các bạn, chúc bạn một buổi sáng thiệt là tuyệt vời, xem clip mình vui vẻ luôn, cũng như nhớ like share subscribe và kích vào quảng cáo nhiều ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, tạm biệt các bạn.